kỹ sư cũng không dám vẽ, sợ bồi thường do đất lún sụp. Nghe một cái âm thanh này, nó nghe một cái không khí âm u. À, chúng ta nhận thấy cái cây nhỏ nhỏ kia còn mọc ở trong kia, có nghĩa là cái biệt thự này bỏ hoang cũng tương đối là lâu. Cái cây xanh nó mọc ở dưới này đó, ở đó đó là không ai dọn dẹp nên cây nó có thể mọc lên được luôn. Rêu ở trong kia thì nó lại bám đầy. Chào cả nhà mình, thì theo cái hành trình gông gũi của mình, hôm nay mình đang có mặt tại huyện Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang. Và đây là ở xã An Phú, ấp 6 xã An Phú. Và đây là trên cái con đường này, mình không phải là đi lên ghe đó, mà qua quay cho cả nhà mình xem, cô chú anh chị xem về một cái biệt thự, một cái tòa lâu đài cặp nằm cặp bên một cái con kênh như thế này. Đó là cái biệt thự Lộc Khang Thịnh Phát. Nhìn thì từ xa thấy một cái sự vĩ đại của cái biệt thự đó. Thì tí xíu nữa, hiện bây giờ là 4 giờ, mình sẽ quay cho cô chú anh chị xem về cận cảnh biệt thự đó nếu như người ta cho mình quay. Và đây là nhìn từ hướng sông bên đây qua cái ngôi biệt thự đó. Chúng ta nhìn thấy là một cái ngôi biệt thự rất là khang trang. Phải nói là nếu như mà ở cái vùng Tiền Giang này khó kiếm cái ngôi biệt thự mà nó nằm cặp mé sông mà lại đẹp giống như vậy. Thì theo chia sẻ, cái ngôi biệt thự này chính là cái ngôi biệt thự của chú Tài. Chú thì hiện nay đã mất rồi. Người dân ở đây nói thì chú có rất là nhiều cái ngôi biệt thự như thế này. Đó, là cái ý tưởng về cái ngôi nhà, cái biệt thự này thì chắc có lẽ là do chủ nhà tự thiết kế. Và theo một số chia sẻ của anh mình mới gặp được, mình không cho mình quay, là anh nói là cái nếu cái biệt thự này kiến trúc sư cũng khó lòng mà dám vẽ, vì sợ sụt lún sau một cái thời gian nó cặp cái mé sông như thế này. Thì đó là cái đường, gần đây là cái đường lộ, và cái biệt thự nó sẽ lấn ra cái con sông này cũng khoảng 15 đến 20 mét đó. Và cái biệt thự này được là để dùng thiết kế mái chà, nên chúng ta nhận thấy là ở đây nó có sẽ có cái máng để mà dây chuyền để mà xây lúa lên, kéo lúa lên. Thì đây là một người mà theo chia sẻ là một chủ nhà rất là giàu và rất là nhiều biệt thự như thế này, nên căn biệt thự này cắt lên chủ yếu là bổ quan chứ không ai ở. Còn sau khi chú mất rồi thì vợ con thì cũng không sống trong biệt thự này mà sống ở một cái nơi khác. Và vòng vòng đây những cái nhà mà cao cao ở đằng này thì đây là một cái nhà thờ. Nhà cao ở đằng đây thì anh đó nói là cũng là của chú, những cái nhà ấy ngày này cũng của chú Tài. Cả nhà, thì lúc là nãy ở bên kia sông thì nhìn qua rất là đẹp, nhưng mà hiện nay thì qua bên đây vào thời điểm chiều thì thấy trong cái biệt thự bỏ hoang này nó vẫn âm u. Đây là một cái đường đan đi qua, và đây là hai bên biệt thự nó cắt ngang một cái con đường như thế này. Nó ở trên này là một cái tầng dãy tầng mà biệt thự nó bên đây, dãy bên đây thì nó nằm ở dưới cặp mé sông, còn bên đây là dưới ở phần đất liền. Và ở đây thì đang bỏ hoang, cửa thì vẫn đang khóa chặt này. Nghe cái tiếng âm thanh của mình đó, nó vẫn còn vang ở đây. Đây, cái cửa này nó là đã bị gài, nó đã bị khóa ở trong. Thì đây là cái nơi biệt thự cũng đã bỏ hoang nè. Thì chủ nhà này là chú Tài, mất cũng một năm mấy, hai năm nay rồi. Ở bên đây thì có một cái nhiều nước xuống, nó bị nhiều nước xuống. Bây giờ lúc nãy thì mình có hỏi một số thông tin, thì anh đó nói là phải có bảo vệ, tại vì nhà nước đang niêm phong, có bảo vệ thì mới vô được. Nhưng mà hiện nay thì không thấy bảo vệ đâu nữa. Mình vẫn đang lây hoay tìm kiếm cái, chắc ở đây cũng đã bị khóa rồi, không vô được nữa. Thì cái phần ở đây mà từ đây, từ cái dãy này cho đến đằng cái cần kia là khoảng 20 mét đến ga lấn ra bờ mé sông để vận chuyển gạo đó. Nhìn lên ở trên kia thì nhìn xa không còn thấy được nữa. Ở đây vẫn có những cái bức
tường view phong. Anh đi lại đằng này nữa, có một người bạn kêu mình ha. Đây là cái mua tua, cái mua tua dây chuyền mà hiện nay nước nó nhiễu xuống nè. Nó dậy ra phía sau ra trời ấy luôn. Thì sau khi qua cái biệt thự này, nó cắt ngang một cái con đường nhỏ như thế này. Và bên đây là mé sông thì đây là nó, đây là cái phần nối dài của cái khu biệt thự á. Nối dài đến qua đến cái thời điểm đến chỗ này. Chỗ này nhìn thấy cả nhà, nhìn thấy cái chỗ này là nó dính liền với cái biệt thự. Thì nó sẽ nằm ở khu bên đây, nó hình chữ L. Bên đây nối qua bên đây. Còn ở đây thì nó nằm con đường, nó cắt ngang một cái con đường và giống như là một cái đường hầm. Còn ở trên này thì đây cả nhà thấy nè, bây giờ nước mưa nó nhiễu view phong đó. Rồi bên đây là đó, nó ra ngoài đến ngoài kia luôn. Thì cái lúc nãy mình nhìn từ xa thì thấy được những cái cây để cho cái biệt thự nó có một màu xanh, thì ý tưởng của chủ nhà là sẽ thiết kế những cái hành lang ở trên đó, có những cái máng để mà trồng cây lên. Và nơi đây thì chúng ta có nhận thấy được những cái cây cao cao ở trên kia, những cái cây cao cao ở trên kia là để cho cái biệt thự này nó phủ toàn một cái màu xanh. Đó. Nói chung là nó quy nghe lắm. Đó, cái này là cái bệnh là xong, nhưng mà là cái xong. Chân đế mà cắt được cao thì làm chân đế dưới cái này là một móng, cái móng, cái nền móng rất là kiên cố để cho nó không bị lún sập. Mà nghe nói là cái này thì kỹ sư cũng không dám vẽ, sợ bồi thường do đất lún sập. Nghe một cái âm thanh này, nó nghe một cái không khí âm u. À, chúng ta nhận thấy cái cây nhỏ nhỏ kia nó còn mọc ở trong kia, có nghĩa là cái biệt thự này bỏ hoang cũng tương đối là lâu. Cái cây xanh nó mọc ở dưới này đó, ở đó đó là không ai dọn dẹp nên cây nó có thể mọc lên được luôn. View ở trong kia thì nó lại bám đầy. Và bây giờ mình sẽ leo lên cái chiếc xuồng này để quay cho cả nhà xem, cô chú anh chị xem. Cái biệt thự này thì nói lại là nó ở xã An Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Và đây là cái hướng nhìn góc từ bên bên phải nhìn qua. Đó, đây là đồ sộ của cái biệt thự. Ở trên này thì lúc nãy có nói với cô chú anh chị là trên này được trồng phủ bởi những cái cây xanh. Đó, rất là nhiều cây xanh ở trên này. Đó. Để mà làm thêm mát cho biệt thự. Ở nơi cái cửa sổ này thì nó bị giống như là bị sứt ra rồi. Cô chú các anh chị thấy cái video clip này ý nghĩa thì đừng quên ủng hộ mình, ủng hộ cho em một cái đăng ký kênh và một lượt thích. Quá trời cao luôn. Dạ xin chào cả nhà. Chào.